chào cả nhà. Hôm nay nhà em sẽ đi lên rừng để ngắm hoa bỉ ngạn. Mà trên đường đi đã thấy trời ơi, hoa đẹp quá trời luôn. Cả nhà nhìn thấy gì không? Đấy, đang trên đường đi thôi mà hoa đẹp quá. Hoa bỉ ngạn. Lần này nó bắt đầu ở chỗ gần nhà em thì nó bắt đầu nó nở rộ. Và bây giờ đang trên đường đi lên núi mà đẹp lắm. Quay cho mọi người xem. Mỏng đẹp quá. Chính là hoa bỉ ngạn. Đó. Là hoa nổi tiếng với Trung Quốc. Hoa và lá không bao giờ gặp nhau. Ngàn đời ngàn kiếp không gặp nhau. Kia là vào trong rừng. Mẹ đây. Đi ra đây con. Lên đây anh ơi. Ok. Kia bên kia. Bố đi vòng đường đấy à? Đi xuống với bố không con? Bố ơi, vòng ra bãi đỗ xe nhé. We'll be right back.
phía dưới kia là thành phố này, phía dưới kia là thành phố này, phía trên một là hoa nở này. Này đúng là hoa biển ngạn đang nở rộ bà con ạ. Đẹp quá. Hoa biển ngạn đang nở rộ đây. Quá đẹp. Cái đường này nó rất là rộng. Vì cái đường vào đây vào sâu lắm rồi mà vẫn chưa đến chỗ hoa nở rộ. Đây mới chỉ là ven đường thôi. Rồi bây giờ sẽ đi vào trung tâm nơi hoa nở rộ lớn nhất. Thank you.
bàn con. Nhìn ở ngoài á, nó đẹp lắm, nó rực rỡ lắm. Vì màu đỏ ấy, nhìn ở ngoài ấy, nhìn nó rợp cả một vùng, nhìn nó đẹp lắm. Không biết là qua màn hình thì mọi người nhìn nó có đẹp bằng ở ngoài. Em nghĩ là nhìn ở ngoài nó sẽ đẹp hơn đấy. Nhưng mà thôi mọi người, mình tạm nhé. Trông nó rất là đẹp nhưng mà mệt quá rồi, đi bộ mệt quá rồi. Nhưng mà em cứ chỉ làm được thôi. À, xin chào mọi người, xin chào mọi người. Con đừng có chạy yên tinh ngã đấy. Không hay lời mẹ đừng có kẹo nữa. Và sâu trong rừng nhiều hoa đẹp lắm. Mà
nhá.